Một xe máy rơi xuống mương nước khiến 4 người trong một gia đình ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội thương vong. Tối qua, người dân phát hiện 4 người cùng một xe máy ở dưới mương nước gần trường tiểu học Đồng Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Khi người dân phát hiện thì xe máy đã nằm dưới mương nước rộng khoảng 4 mét, sâu 3 mét, xe máy vẫn bật khóa điện. Người dân đã báo cho công an xã Đồng Lạc và phối hợp đưa một nạn nhân khoảng 9 tuổi đi cấp cứu. 3 người tử vong tại chỗ, gồm một phụ nữ trên 40 tuổi, một nam giới khoảng 20 tuổi và cháu bé tầm 1 tuổi. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân đều là người trong một gia đình. Hiện công an huyện Chương Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ việc.